Thưa quý vị, thời gian vừa qua xuất hiện tràn lan trên các nền tảng mạng xã hội một sản phẩm thức ăn chăn nuôi có tên là Super Grow, với lời quảng cáo trên trời là có thể giúp tăng năng suất vượt trội, giúp rút ngắn thời gian nuôi, giảm chi phí nhưng lợn lại lớn nhanh thần tốc. Đặc biệt hơn nữa là những đối tượng quảng cáo còn mạnh miệng khẳng định rằng đây là sản phẩm không chứa chất cấm, không chứa chất bảo quản. Chưa bàn về thực hư chất lượng sản phẩm này có đúng như lời quảng cáo hay không, một điều khiến chúng tôi và hàng triệu khán giả của kênh VTC16 phẫn nộ gọi về tổng đài của kênh để phản ánh là nhãn hàng này đã trắng trợn gắn logo của kênh VTC16 lên chương trình để quảng cáo cho sản phẩm không có nguồn gốc xuất xứ, đồng thời còn giả mạo ý kiến những chuyên gia đầu ngành về nông nghiệp để lừa đảo người chăn nuôi. Nhóm phóng viên Nông nghiệp 24 giờ đã đi tìm hiểu sự thật. Bây giờ thì chỉ 3 đến 4 tháng thôi là chúng tôi đã xuất chuồng một lần, trên một tạ cho một con. Và bây giờ một năm thì chúng tôi có thể chăm sóc 3 đến 4 lứa đấy. Công nghệ vỗ béo vật nuôi Super Grow đang là xu hướng của ngành chăn nuôi Việt Nam, giúp bà con chăn nuôi quanh năm khi giá thịt xuống nhưng vẫn có lãi cao. Ngang nhiên nói về những ưu điểm vượt trội của sản phẩm, đưa nhiều hình ảnh người dân chăn nuôi để phỏng vấn về sản phẩm tạo ra năng suất cao nhưng không có địa chỉ của những hộ chăn nuôi này. Đó là ghi nhận của chúng tôi về doanh nghiệp có tên Công ty Thức ăn Chăn nuôi Super Grow, hay địa chỉ Công ty Cổ phần Công nghệ và Sinh học Gia Lâm, có địa chỉ tại Lô 3, khu công nghiệp Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội. Từ năm 2017 trở về trước, thì nơi đây gọi là cụm công nghiệp Phú Thị vừa và nhỏ, huyện Gia Lâm. Và từ tháng 12 năm 2017 đến bây giờ thì đổi tên thành cụm công nghiệp Phú Thị và cũng chưa bao giờ có tên là khu công nghiệp Phú Thị. Thứ hai nữa là như anh hỏi về cái đơn vị mà anh thức ăn chăn nuôi Super Grow như anh đang nói, thì báo cáo anh là trên địa bàn trong khuôn viên của cụm công nghiệp Phú Thị không có một doanh nghiệp nào mang tên như vậy ạ. Và cũng không có đơn vị nào thuê hoặc là hoạt động trong cụm mà mang tên như anh vừa có ý kiến. Giả mạo về nguồn gốc xuất xứ nhưng lại trắng trợn gắn tên các chuyên gia đồng ngành về nông nghiệp và đặc biệt là đưa logo của kênh truyền hình chuyên biệt về nông nghiệp, nông thôn, nông dân VTC16 lên những bản tin quảng cáo cho sản phẩm. Những sản phẩm đã gì không có chất lượng mà lại còn lạm dụng cái hình ảnh của chuyên gia cũng như lạm dụng hình ảnh của truyền thông để mà bán được cái sản phẩm của mình, thì đây là một cái là vi phạm hết sức nghiêm trọng, hết sức nghiêm trọng. Và chúng tôi cũng rất là bức xúc vì sao là lạm dụng hình ảnh của chúng tôi để mà quảng cáo bán cái sản phẩm của mình cho người nông dân, và những sản phẩm đó không được tốt thì lại là ảnh hưởng rất lớn tới uy tín của chúng tôi. Thì mục đích của chuyên gia cũng như là mục đích của truyền thông, tôi nói cụ thể là từ xưa đến nay là VTC16 là gì, chủ yếu là phục vụ cho bà con. Đây rõ ràng là những hình thức kinh doanh không minh bạch và gây ảnh hưởng đến rất nhiều đơn vị, cá nhân và tổ chức. Có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động trên các nền tảng của mạng xã hội. Việc này người thiệt hại đầu tiên sẽ là người dân và uy tín của những bên liên quan khi bị những sản phẩm giả mạo này lợi dụng. Với những dấu hiệu vi phạm pháp luật rất rõ ràng của những kẻ đứng sau sản phẩm được gọi là thức ăn chăn nuôi Super Grow nêu trên, nhóm phóng viên sẽ tiếp tục làm việc với Công an Kinh tế, Cơ quan Quản lý Thị trường để làm rõ phối hợp xử lý các đối tượng này. Và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.